Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ kể một câu chuyện mới đây thôi để chúng ta tăng tín tâm, tin tưởng sâu xa niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Có một bà cụ tên là Nguyễn Thị Anh, pháp danh Chân Hỷ, 76 tuổi, ở tỉnh Bến Tre, có liên lạc với Chân Hiếu, kể chuyện và gửi hình ảnh cho Chân Hiếu xem. Bà cụ đầu tiên thì 10 năm tu thiền theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Rồi 30 năm sau cùng chuyển sang tu Tịnh Độ, nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và của Chân Hiếu. Có 4 người con, 2 người con đi xuất gia và 2 người con thì không có lập gia đình. Thì trước khi bà cụ vãng sanh đó, thì mười mấy năm sau cùng thì là buông xả vạn duyên. Thì trước đó là thầy Sùng Thiện là người con của bà cụ nói với Chân Hiếu là trước đó là cũng phan duyên, cũng có bạn bè, cũng nói chuyện qua lại, cũng rộn ràng. Nhưng mà mười mấy năm sau khi mà vãng sanh thì ban đầu buông xả, là bớt giao tiếp, buông xả ở nhà niệm Phật. Tới ngày lâm chung á, thì bà thì bị ung thư, nhưng mà mấy người con không có cho bà biết là bà có bệnh. Thì bà chỉ biết bà bệnh thôi chứ không biết bệnh gì. Thì tới ngày lâm chung thì hàng xóm tự tới trợ niệm chứ cũng không có mời, tại vì ở vùng hẻo lánh Bến Tre thì cũng không có biết nhiều người tu tịnh nghiệp, cũng không có ban trợ niệm mà tự hàng xóm tới niệm Phật. Có một người Phật tử khai thị là bà buông xả hết, là một cái biểu tướng tốt đẹp để đền ơn thầy tổ. Bà gật đầu, bà nói là bà biết rồi. Nói bà buông xả hết, bà vãng sanh Tây Phương, bà theo Phật nha. Bà gật đầu, bà nói bà biết rồi. Xong rồi, một tay thì bà, tay phải thì bà chắp lên mà chắp không nổi, thì phải dựa bên cái hông bên phải. Còn tay trái thì cầm một sâu chuỗi bằng mũ, đưa lên cao. Mở con mắt to, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 câu. Niệm 3 câu xong rồi thì cái tay chậm chậm để xuống. Cái chân thì sợ là duỗi ra trước Phật thì bất kính, cho nên cong hai cái chân lên. Rồi tự tháo cái đồ chụp oxy đó, tự tháo ra. Xong rồi từ từ lấy cái tay kéo cái mền lên. Xong rồi nhẹ nhàng ra đi. Là ra đi không bệnh khổ, rất tự tại. Niệm 3 tiếng Phật sau cùng đó quý vị. Xong rồi quý thầy, quý sư cô và Phật tử trợ niệm 16 tiếng. Sau 16 tiếng thì có một sư cô ở bên sư bà Hải Triệu Âm có mặt ở đó, thì mới sờ cái trán. Thì cái trán lạnh, sờ cái đỉnh đầu còn nóng. Thì sư cô quỳ xuống lại bà, nói bà đã làm được rồi, bà vãng sanh. Tại đỉnh đầu nóng thì mới mời thầy và quý sư cô thử, thì để cái tay vào đỉnh đầu nóng. Sau 16 tiếng đỉnh đầu nóng, cái trán thì lạnh, toàn thân lạnh đó mà đỉnh đầu nóng. Cho những người Phật tử sờ nữa thì ai cũng thấy như vậy. Sau đó thì thân thể mềm mại, mặt mày rất là tự tại, mặt mày rất là bình yên. Cái tướng mất đẹp lắm, bình yên lắm. Xong rồi thiêu ra thì
rất là nhiều những cái viên rất là đẹp. Còn sâu chuỗi bằng mũ bỏ vào lò thiêu, thiêu không cháy. Ở trên trời ánh sáng xuống, rất là nhiều ánh sáng xuống. Cô quay video cho mình xem nữa. Thì Chiến Hiếu cũng có gửi hình này đi với một số Phật tử, Chiến Hiếu cũng có gửi cho xem. Lâm chung không bệnh, mà ánh sáng xuống, mà đỉnh đầu nóng. Đó, mà thiêu ra thì rất là nhiều cái viên màu vàng, những cái viên rất đẹp. Đó, thì bao nhiêu đó thôi là vãng sanh Tây Phương đó. Thì Ngài Ấn Quang nói, lâm chung mà niệm Phật được, rồi mặt mày thì tươi nhuận, thân thể mềm mại, đỉnh đầu nóng là chắc chắn vãng sanh Tây Phương. Thì bà cụ được hết tất cả những thứ đó. Đã vậy ánh sáng trên trời còn xuống nữa, thân thể mềm mại, mặt mày tươi nhuận, còn sao chuỗi bằng mũ không cháy nữa. Hỏi thầy, thầy nói là mười mấy năm sau thì buông xả, nhưng mà 2 năm sau cùng là cắt đứt muôn duyên, không tiếp xúc với bất cứ một ai. Thành ra là bà con dòng họ giận hết, tại vì tới thăm không cho thăm, thầy không cho vô thăm, thầy để cho mẹ yên tĩnh. Mà 2 năm sau cùng niệm Phật quá giỏi, niệm cho tới tự tại như vậy. Thì khi mất á, thì người con gái mới thay áo cho mẹ đó. Thì sau 16 tiếng rồi đó, thì thấy cái ngực á, mấy cái mạch máu nó bể hết, có nghĩa là bệnh đau lắm đó, nhưng mà Phật gia trì không có thấy đau gì hết, rất điềm nhiên. Có nghĩa là thân thì bệnh rất là nặng rồi, mà lâm chung tự tại không có một chút bệnh. Thì người ta cứ nói là phải chích morphine hay là phải như thế nào, chứ làm sao mà tự tại dữ vậy. Thì gia đình đều nói không có chích gì hết, đó là do niệm Phật, bà không có chích thuốc gì hết á, bà tự tháo oxy ra luôn mà. Thì trước đó thì ở trong nhà có nuôi gà, ở trong bầy gà thì có một con gà rất là đặc biệt. Thì thầy Sùng Thiện thầy nói sáng thì mẹ công phu thì thả con gà ra. Con gà nó đi mười mấy thước, từ cái chỗ chuồng gà mà vô chánh điện khoảng mười mấy thước. Thì nó đi lên, nó quẹo vô chánh điện, nó ở trong đó công phu với bà niệm Phật. Thì nó đứng ở đó, nó không đi đâu hết. Thì thầy Sùng Thiện thầy nói mình phải lấy cái thùng giấy, để nhiều khi nó ị, nó dơ chánh điện, thì bỏ nó vô thùng giấy, nó đứng yên, nó không bay ra. Nó bay ra được mà nó không bay ra. Nó đứng đó để nó nghe bà niệm Phật. Bà niệm Phật, bà tụng kinh. Thì khi mà bà niệm qua quán Thế Âm Bồ Tát thì nó ngóc đầu lên, nó biết là sắp hồi hướng. Nó biết sắp xong. Thầy Sùng Thiện nói một năm mấy trời ngày nào nó cũng lên nghe tụng kinh niệm Phật hết đó. Một năm mấy mà con gà như vậy. Mà nó không đi chơi, thả ra là lên, là đúng khóa lễ thả ra là lên tu. Có nghĩa là bà cảm được con gà đó nữa. Mà bà có dạy cho nó niệm Phật. Thì có cái clip nhỏ nhỏ Chương Hiếu cũng có gửi cho mình xem. Con gà rất là ngoan. Sau đó con gà mất thì bà trợ niệm cho con gà, bà với thầy, con gà được trợ niệm. Bà đang dạy con, em còn khi nào con lại Phật thì con phải làm sao? Là con phải cúi cái đầu xuống nè. Cúi cái đầu xuống thì là mình kính trọng Phật nè, mình ngoan nè. Là con ngoan đó, con kính trọng Phật nè. Con tin là con niệm Phật và con về với Phật nè. Cái con niệm nè, Nam Mô A Di Đà Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàn quá niệm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nha, bây giờ bà niệm 10 tiếng nha, 10 nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ô, từ bi ngoan quá rồi, con nhìn lên đi, con nhìn lên cho bà nói nè, nè, nhìn lên ha, là mình phải niệm Phật hoài, niệm Phật lúc nào cũng niệm Phật, không có ăn cái loài côn trùng ở dưới là mình được tạo cái nghiệp sát nữa. Con chỉ ăn lúa nè, cái bà gì cho con ăn cái gì là con ăn cái nấy ha, rồi con ăn bắp nè ha, rồi con ăn khoai nè, rồi con ngoan nè, rồi con hết cái bám thân này á, là con được làm người. Con nhớ niệm tín hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, ở đó rồi bà cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật như con ha, bà niệm Phật rồi cái là con về đó con gặp bà ha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ bi ngoan quá, từ bi giỏi quá. À, bây giờ mình cúi đầu xuống lần nữa đây nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, từ bi ngoan quá đó, ngoan ghê không? Ồ, quá trình giỏi rồi, từ bi giỏi quá rồi đó. Rồi được rồi đó con, ngóc đầu lên đi, giỏi vậy con. Ơi trời, được rồi, giỏi rồi đó. Ôi giỏi quá rồi đó, giỏi quá, giỏi quá. Ôi trời, ngoan quá, ngoan quá rồi đó, bà cho đó, giỏi ghê không á. Nhớ nha, nhớ niệm Phật nha, nha. Rồi chỗ cái tọa cụ của bà có con rắn mối nó vô nó ở. Thì thầy Sùng Thiện nói, muốn đuổi nó đi, sợ nó cắn bà. Bà nói không, để cho nó nghe kinh. Nó tới đây rồi, thì thầy Sùng Thiện để đó mà nó không cắn đâu. Nó ở trong đó là, thầy nói là 5-6 tháng nó ở trong chỗ đó nó nghe kinh. Có nghĩa là bà cảm được hai con thú đó trong đó. Rồi buông xả hết. Không tiếp khách với ai, không có điện thoại, 100% là buông xả đó. Mà 2 năm sau là không có gặp một người nào luôn. Tu thanh tịnh lắm, thì thân thể bệnh hoạn mỗi ngày mỗi bệnh. Thầy Sùng Thiện thấy thương, thấy nói mẹ, bệnh như vậy là chắc đau lắm. Mẹ nói thân tôi bệnh, tâm tôi rất là vui, rất là hạnh phúc. Thầy Sùng Thiện đó, cái thân bệnh yếu vậy mà nói là cái tâm rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Thì Trần Hiếu nói cảnh giới đó là công phu sâu lắm rồi, là được Phật gia trì nữa. Bởi cái lúc lâm chung là không cần một viên, không mê, mà cái gương mặt rất tự tại, không đau, là Phật gia trì mà làm sao đau được. Lâm chung là Phật gia trì. Thì trước lúc lâm chung đó, thì bà muốn đi bố thí, muốn đi làm từ thiện, mà yếu lắm rồi. Nói với thầy Sùng Thiện là mẹ muốn đi làm từ thiện một lần, để làm duyên, kết duyên, để làm cái gương cho đời sau, là mình vừa niệm Phật, mình vừa làm từ thiện nữa, mình vãng sanh Tây Phương. Thầy Sùng Thiện nó đi không nổi, đi sao được, không có đi. Mà bà nói mẹ đã quyết là mẹ phải đi, đi xong rồi mới vãng sanh. Thầy Sùng Thiện nói không có được, yếu quá. Thì bà mới đi ngủ. Đi ngủ thì ở trong giấc ngủ đó có một vị hộ pháp tới nói sắp vãng sanh rồi, không có đi đâu hết đó. Thì bà, khi mà bà tỉnh giấc ngủ, bà nói với thầy Sùng Thiện, mẹ không đi nữa, có người tới dạy là không có đi. Mẹ đã bỏ ý định đó rồi. Chứ nếu không có cái vị hộ pháp là bà nhất định đi. Mà vị hộ pháp nhắc là sắp vãng sanh rồi, không có đi. Thì những câu chuyện kể cho mình nghe rất là sách tấn. Và đây là trước mắt mình, là mất mới đây thôi, mới 1-2 tháng trước này thôi. Đó, ánh sáng trên trời có, thân thể mềm mại niệm Phật qua đời, tự tay kéo cái mền, tự tay rút cái chân. Thiệt sự là vi diệu, mà bệnh không có thể nào mà chịu được cái nỗi đau đâu, tại vì mấy cái mạch máu nó bể như vậy mà. Vậy mà không đau, không gì hết, rất tự tại. Rồi trước đó còn nói với thầy là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Cái đó là tu rất giỏi. Trần Hiếu nghe quá là vui, vui thật vui.
kể lại cho tất cả các bác, các anh chị chúng ta cùng nghe rồi lên tinh thần, cố gắng mình niệm Phật. Bà nói với thầy Sùng Thiện là mẹ có một cái giấc mơ phải nhớ đừng có quên, là ở đằng sau vườn có hai ông thần. Hai ông thần đó nói chuyện với nhau, thì có một ông này nói với cái ông kia là ở trong nhà này có một người tu thành rồi. Nếu mà tôi nói sai á, cho tôi chặt cái đầu của tôi bay lên hư không mà nó rớt xuống ráp lại không được. Thì ông thần ông chặt cái đầu của ông, cái đầu bay lên hư không, rớt xuống ráp lại. Có nghĩa là cái giấc mơ đó là những vị thần cũng biết là bà tu thành rồi đó. Cái tịnh nghiệp thành đó quý vị, là chắc chắn vãng sanh, thì những vị thần cũng biết nữa. Thì bà có giấc mơ đó nữa. Thầy Sùng Thiện nói với Chân Hiếu là bà nghe cái bài pháp của Chân Hiếu là một niệm hiện tiền, niệm rõ nghe rõ đó, nghe rất nhiều lần cái bài pháp đó. Nghe cái bài pháp đó rất là nhiều. Thì bà tu giải thoát sanh tử, kiếp này là sanh Tây Phương, tại đỉnh đầu nóng, thân thể mềm mại, mặt mày tươi nhuận. Còn niệm Phật ba câu qua đời, rồi chắp tay, rồi đưa chuỗi lên nữa. Rồi tự kéo mền, thì mới tự tại vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương sau 16 tiếng đỉnh đầu nóng, thiệt là vi diệu. Ánh sáng trên trời rất đẹp, đã vậy rồi thiêu ra rất là nhiều màu sắc, mà sâu chuỗi lại không cháy. Sâu chuỗi bằng mũ, bỏ vô lò thiêu không cháy. Nam Mô A Di Đà Phật.